Bộ Y tế, SARS-CoV-2 lây qua đường không khí. 3 nhóm F0 không triệu chứng được giám sát y tế tại nhà. Gừng, xả tươi cháy hàng do người dân ồ ạt mua dự trữ. Nhiều nhà máy xả thải bẩn xuống sông Mã bị xử phạt. Việt Nam được đá sân nhà tại vòng loại World Cup 2022. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin trong nước sáng ngày 15 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Y tế Việt Nam trong phiên bản cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 mới nhất vào ngày 14 tháng 7 đã bổ sung SARS-CoV-2 có thể lây qua đường không khí bên cạnh giọt bắn, hạt khí dung hay qua tiếp xúc trực tiếp. Theo Bộ Y tế, hiện SARS-CoV-2 đang biến đổi liên tục, tạo ra rất nhiều biến thể khác nhau, làm tăng khả năng lây lan và khó kiểm soát hơn. Thời gian ủ bệnh vẫn là từ 2 đến 14 ngày. Trung bình là từ 5 đến 7 ngày, với triệu chứng hay gặp nhất là sốt, ho khan, mệt mỏi và đau cơ. Tuy nhiên, trong phiên bản lần 6, Bộ Y tế Việt Nam cập nhật thêm một số triệu chứng lâm sàng bao gồm đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau đầu, ho có đờm, nôn và tiêu chảy. Một số trường hợp có biểu hiện rối loạn khứu giác hoặc tê lưỡi. Theo Bộ Y tế Việt Nam, khoảng hơn 80% bệnh nhân chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 tuần. Thậm chí, có một số trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Gần 20% số bệnh nhân diễn biến nặng. Thời gian trung bình từ khi có triệu chứng ban đầu tới khi diễn biến nặng là khoảng từ 5 đến 8 ngày. Phác đồ cũ là từ 7 đến 8 ngày. Trong phác đồ mới này, Bộ Y tế Việt Nam vẫn phân loại bệnh nhân COVID-19 thành 5 mức độ. Không triệu chứng, mức độ nhẹ với biểu hiện viêm đường hô hấp trên cấp tính, mức độ vừa với biểu hiện viêm phổi, mức độ nặng khi viêm phổi nặng và mức độ nguy kịch. Trong nguyên tắc điều trị chung, Bộ Y tế Việt Nam đã thống nhất tất cả F0 có kết quả dương tính hoặc không có triệu chứng điều trị tại các buồng bệnh thông thường. Các bệnh nặng, nguy kịch cần điều trị tại buồng hồi sức tích cực. Bộ Y tế Việt Nam cũng lưu ý phát hiện và xử trí sớm các biểu hiện thần kinh và tâm thần ở bệnh nhân COVID-19. Điểm đáng lưu ý trong phác đồ mới này, Bộ Y tế Việt Nam đã chia tiêu chuẩn xuất viện thành 3 mức. Thời gian điều trị ngắn nhất là 10 ngày. Bộ Y tế cũng thay đổi cách theo dõi sau khi xuất viện. Theo phác đồ mới này, sau khi về nhà, bệnh nhân tự theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần một ngày. Nếu cao hơn 38 độ trong 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào, cần báo ngay cho cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Cũng trong phác đồ mới này, việc lấy mẫu xét nghiệm sau khi về nhà là không cần thiết. Qua theo dõi hơn 400 trường hợp tái dương tính không lây ra cộng đồng, nên Bộ Y tế cho rằng không cần cách ly như trước đây. Thưa quý vị, cũng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, ngày 14 tháng 7, các bệnh nhân COVID-19 F0 được chia thành 3 nhóm để xem xét giám sát y tế tại nhà. Thứ nhất, F0 không có triệu chứng, đang được chăm sóc điều trị tại cơ sở y tế, có thể cho xuất viện vào ngày thứ 10 khi có kết quả 2 mẫu xét nghiệm liên tiếp, cách nhau tối thiểu 24 giờ bằng PCR âm tính hoặc tải lượng virus thấp. Những người này tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Thứ hai, F0 phát hiện tại cộng đồng, kết quả xét nghiệm PCR dương tính, không có triệu chứng lâm sàng, tải lượng virus thấp thì đưa vào cơ sở y tế cách ly theo dõi. Sau 24 giờ, làm lại xét nghiệm, nếu F0 tiếp tục có tải lượng virus thấp hoặc kết quả âm tính sẽ được xuất viện và giám sát y tế tại nhà 14 ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn giải thích, F0 không có triệu chứng, tải lượng virus thấp thì không có khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng nên không cần quy định các điều kiện về cơ sở vật chất, nhà ở như với trường hợp cách ly F1 tại nhà. Thứ ba, F0 đủ tiêu chuẩn xuất viện. Trong thời gian tự theo dõi tại nhà, nếu tái dương tính thì không cần cách ly tại bệnh viện. Chính quyền địa phương không cần thực hiện các biện pháp cách ly, xử lý ổ dịch với trường hợp này. F0 tiếp tục theo dõi, nếu có triệu chứng thì liên hệ với cơ sở y tế để được chăm sóc. Bộ Y tế cũng cho biết những quy định nêu trên nhằm giảm số các bệnh COVID-19 điều trị tại bệnh viện, nhất là tại các địa phương đang có số lượng F0 tăng cao như ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Hướng dẫn này được áp dụng cho tất cả địa phương trên toàn quốc. Cũng trong ngày 13 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện 10 ngày nếu không có triệu chứng có thể về nhà. Theo ông Sơn, F0 điều trị tại nhà phải đáp ứng các điều kiện về nơi cách ly tương tự như với F1. Đặc biệt, F0 cách ly tại nhà phải có hệ thống y tế kết nối trực tiếp và phản ứng hết sức linh hoạt khi có những triệu chứng báo động y tế. phải được cấp cứu đưa ngay đến các cơ sở y tế theo đúng kế hoạch đã phân công. Ông Sơn nói, hiện thành phố Hồ Chí Minh đã cho cách ly F1 tại nhà và thí điểm điều trị cách ly F0 không triệu chứng tại nhà. Thưa quý vị, thông tin gừng xả tươi có hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe và điều trị khi mắc Covid-19 khiến nhiều người dân đổ xô đi mua các mặt hàng này với số lượng lớn. Trong ngày 14 tháng 7, nhiều siêu thị, cửa hàng bách hóa đều ghi nhận tình trạng người dân mua gừng, củ, xả tươi, tỏi, hành với số lượng lớn. Từ khoảng 9 giờ 30 phút sáng, siêu thị Co-op Food trên đường Tây Hòa, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã hết sạch gừng và xả tươi. Tình trạng này cũng diễn ra ở các siêu thị lớn như VinMart tại Thảo Điền và Bình Thạnh. Nhu cầu mua tăng cao ở cả các trang thương mại điện tử. Tìm kiếm các sản phẩm này trên sàn thương mại điện tử, giá bán gừng tươi trên Lazada được giao trong khoảng 60.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg. Các cửa hàng đối tác của dịch vụ GrabMart tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không còn hàng để bán. Anh Mạnh, 42 tuổi, sinh sống tại thành phố Thủ Đức cho biết, sáng nay một người bán hành tỏi dạo giao bán với giá 55.000 đồng 1 kg hành củ và 65.000 đồng 1 kg tỏi củ. Giá bán cao nhưng người hàng xóm của tôi đã mua liền một lúc 4 kg hành tỏi. Nhiều người không tìm được gừng xả ở các siêu thị, cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh phải nhắn người thân dưới quê gửi lên để có thực phẩm dùng, anh Mạnh cho biết thêm. Sống giữa một trong những khu vực có tình hình lây nhiễm Covid-19 phức tạp nhất thành phố, chị Ngân Hà đang cư trú tại phường 19, quận Bình Thạnh cho biết mình gặp nhiều khó khăn trong việc mua hành lá, gừng và xả tươi. Khu chị Ngân Hà sống nằm sát chợ Thị Nghè và chợ Ngô Tất Tố nên người dân từ trước đến nay chủ yếu mua thực phẩm tại những chợ truyền thống này. Trong bối cảnh cách ly xã hội, cả khu chỉ có 2 cửa hàng Co-op Food và 1 cửa hàng VinMart cộng để mua các sản phẩm như rau xanh, thịt tươi nhưng đều có quy mô khá nhỏ. Chị Ngân Hà kể, sáng nay tôi dậy sớm từ 7 giờ sáng để đi chợ mua hành, xả và gừng tươi vì đọc được thông tin xông bằng xả, gừng và lá chanh có thể giúp chữa trị Covid-19 trong trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, khi đến nơi đã có khoảng 6 đến 7 người đang xếp hàng vào mua. Cửa hàng sắp xếp 5 người một lượt vào mua. Tôi nghĩ chỉ 4 đến 5 người thì không thể mua hết được, nhưng khi vào tới nơi thì quầy thực phẩm không còn gì. Theo trang thông tin về dịch bệnh đường hô hấp cấp của Bộ Y tế Việt Nam, gừng và xả tươi là 2 trong số thực phẩm giàu dinh dưỡng giúp dự phòng nhiễm Covid-19 cũng như đẩy nhanh quá trình hồi phục của bệnh. Đây là những thực phẩm phổ biến được sử dụng trong việc chữa trị các triệu chứng như ho, sổ mũi, cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào về mức độ tác động cụ thể của các thực phẩm này đến quá trình phòng chống và chữa trị khi mắc Covid-19. Thưa quý vị, 9 nhà máy xả thải bẩn xuống sông Mã, tỉnh Thanh Hóa đã bị xử phạt tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký ban hành vào ngày 14 tháng 7. Các nhà máy này bị phát hiện nhiều vi phạm như lắp đặt máy bơm xả thải chưa qua xử lý ra sông Mã, không lưu chất thải rắn, xây dựng nhà xưởng trái quy định. Ngoài xử phạt hành chính, các cơ sở bị dừng hoạt động từ 30 đến 90 ngày, buộc khắc phục lỗi vi phạm gây ra mới được sản xuất trở lại. Trước đó, từ trung tuần tháng 3 đến cuối tháng 4 năm nay, nước sông Mã, đoạn chảy qua huyện Bá Thước và huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, đổi màu đen, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm. Sau đó, hơn 60 tấn cá lồng nuôi của người dân và nhiều loài thủy sản tự nhiên trên sông Mã chết trắng. Kính thưa quý vị, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ được đá tại sân nhà tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sau khi đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn bóng đá châu Á. Theo kết quả của họp chiều ngày 14 tháng 7 với VFF, các bộ ngành liên quan chấp thuận cho đội khách không phải cách ly dài ngày, nhưng phải bảo đảm đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi đến Việt Nam. VFF cũng sẽ phối hợp với thành phố Hà Nội để bảo đảm an toàn theo mô hình bong bóng an toàn. Nghĩa là thành viên 2 đội tuyển cùng ban tổ chức sẽ cách ly tập trung trong một khách sạn với tiêu chí nội bất xuất, ngoại bất nhập, chỉ được phép di chuyển từ nơi ở tới sân tập và sân thi đấu để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Mô hình này từng được Liên đoàn bóng đá châu Á áp dụng thành công ở vòng loại thứ 2, trong đó có UAE, nơi đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu các trận còn lại của bảng G cùng chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Trước đó, do quy định các chuyến bay quốc tế phải cách ly 21 ngày khi đến Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đối mặt với khả năng thi đấu trên sân trung lập, bởi AFC chỉ cho phép cách ly tối đa 2 ngày trong lúc chờ kết quả xét nghiệm. VFF thậm chí đã phải tính đến phương án thi đấu ở UAE hoặc Thái Lan, những nơi không yêu cầu cách ly dài ngày với khách quốc tế. Việc được chơi trên sân nhà sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế về khí hậu, mặt sân, tâm lý, qua đó gia tăng cơ hội giành điểm. Đây là lần đầu tiên Việt Nam vào vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Đội nằm ở bảng B, dự kiến đá 5 trận sân nhà với Australia vào ngày 7 tháng 9, Nhật Bản vào ngày 11 tháng 11, Ả Rập Saudi vào ngày 16 tháng 11, Trung Quốc ngày 1 tháng 2 và Oman ngày 24 tháng 3. Thưa quý vị, bản tin trong nước sáng ngày 15 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.